vận trong những cái cơ quan chính trị. Thì đó nó mới có thể xảy ra, bởi vì Hoa Kỳ chỉ cần đặt vấn đề lại mà ra. Chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã nhiều nhiệm trong sản xuất khác. Phải nói Hoa Kỳ đã quá nhiều nhiệm. Tới lúc Hoa Kỳ phải đặt vấn đề em đi đặt con người. Lúc đó mình cần phải có về mặt trọng sự nhận tạo là một cái người nào để có được các cái nhân tử mà gặp người chúng ta cũng có. Chẳng hạn như là Đài Loan.